Hiện tiên xin chào quý ông bà buổi chiều. Con chào cô. Mày giống cô có đến đây rồi. Lớn ngoại chứ. Dạ, con thấy cô quen. Con trai cô. Ồ, con mua bánh bao con chú. Cái xoài hả cô? Xoài. Thì xoài là cô nấu không mua cô? Dạ. Vậy là mình có mộ người thân đây. Đem xôi tự tay con nấu ở nhà luôn hả cô? Nhà nấu luôn. Dạ. Chỉ ba cái bánh bao. Cô ở Sài Gòn hả cô? Cô ở Thủ Đức. Xôi lá cẩm. Người đi chung cô nữa mà cô. Con bé gái mới hệ đâu. Các chị ngại lên. Thấy Hiền Hải chạy mất tiêu rồi. Cô kêu chị đó vô thắp nhang đi, tụi con không quay gì đó đâu. Bông cô mua đi. Bông hồng cô luôn. Chị trên đổi màu rồi kìa chị. Ừ. Thấy ba chồng trên màu đen hay giống màu đỏ hay không? Ừ. Thay đổi màu hay không? Như là thấy đậm hơn phải không? Nắng quá. Ê. Lọc. Nắng quá cái đổi màu. Dạ. Dạ. Con nói đổi màu mà anh Ngọc anh không chịu, anh nói tại chị tên hai loại. Nắng quá. Chứ bữa có màu. Hôm bữa thì sao sắp lên tao không biết. Đó, giờ anh còn cải hết. Hết chưa? Chị tìm thấy cô chú ấy hai màu khác nhau không? Cái nón màu sáng hay giả? Dạ quên. Cũng quên. Dạ cũng bánh hồi nãy. Phù hồi với khói. Khói nhiền. Giờ cô đi hấp hương mấy cô chú xung quanh. Cô chú anh chị ơi. Cô đang hấp hương một cô hành Trung Huệ. Kêu gì? Mạc hầu hả? Nè, chị qua đây chị coi có phải không? Hả? Chị coi nè. Phải ba lớp từ cái này đổ lên nó màu đúng đen rồi phải không? Nó chuyển màu qua nè anh Ngọc. Ồ. Cái này cô chú anh chị thấy khác nhau luôn nè, nhìn trong hình là cũng đã thấy đó. Khác rồi. Ba ở trên là tại vì nắng chiếu nắng, quá, còn dưới. Màu rồi đó. Hai cái tầng ở dưới là nó màu lợt hơn nè, đó cô chú anh chị là không thấy nó đổi luôn nè. Ở bên đây là nó đổi nhiều nè, thấy không? Ở đây là con à, bữa nay đó. Ở bên đây là đổi từ này lon này lon này lên, thấy không? Nè, đổi màu rồi. Nay chắc mình về hơi trễ chút xíu đi. Bữa nay dọn trễ. Nay khán giả tới đông. Đậu xe ngoài sạn đi vào con chú anh chị. Hai cô chú tới đông, bữa nay có cô ở Thủ Đức tới cúng chú Vũ Linh. Hôm nay cô mua đẹp.
Hoa đẹp ha. Hoa này mốt nở đẹp lắm nè. Cũng là cậu xôi nhà làm bánh bao có mấy cô vô gặp. Xôi nhà cô nấu khéo quá ha. Cô nấu bỏ vô cái khuôn luôn á ha. Bánh bao. Có mấy cô tới nữa nè cô chú anh chị. Cô ở Hữu Đức đó cô. Chào mấy cô. Cô ở Hữu Đức. Về. Không còn quay. Đang đi hấp hương xung quanh. Con chào các cô. Dạ. Vậy là bữa nay cô hâm mã của bà. Mấy cô ghé hấp hương cho chú Du Linh. Mình là không phải ngày chủ nhật cho nên không có đông luôn ha. Dạ. Dạ. Thứ bảy các cô có lên không? Cầu siêu quá cô. Bình thường là ở Hoa Viên có mời người thân. Thứ bảy là ngày ngày cầu siêu. Đông lắm. Dạ. Năm rồi lễ cầu siêu năm rồi lớn quá trời. Dạ. Thứ bảy là không lo đâu có gì. Dạ. Thứ bảy này là cầu siêu, còn mà tới tháng 7 là du lan. Mình lại đào xo. Anh chú quả này chứ bạn. Chú quả cái sao này. Anh lấy về nhà rồi. Cũng là cầu với bánh bao, với cây con. Cô tâm sự với cậu đi. Cô đây có những cái lời nguyện nha, cầu cho chú Linh. Chú anh chị ơi. Nắng ghê. Dạ, nay nắng hả cô? Đang dịu lại đó cô. Thấy ở miền Tây là người ta khô nước luôn á. Khô nước là cũng có người ta cứu trợ á. Canh gì mát mát đi. Bữa mấy năm trước cũng mới xuống Tiền Giang cô. Tháng này là ta cái lúa ruộng khô hết luôn. Dạ dưới khô nước dưới. Dạ. Mình ở đâu cô? Ở Thủ Đức. Sáng giờ Thủ Đức á mà cậu nhiều lắm. Thủ Đức ở nhiều lắm. Ai vậy đây? Lên đây là giếng ha mộ người nhà ghé luôn mà đa số khu đất là người nhà thôi không nhiều dạ mộ người thân gần đây không cô bên đây hai bên ba dạ nhớ là mấy ba cô về hết nha dạ rồi con chào cô chúc cô giữ sức khỏe nha cô chúc cô nhiều sức khỏe à, bên này rất là quý cô đến buổi chiều cô cũng cho chú Dũng Linh rồi tới đây tiên cũng xin kết thúc nha cô chú anh chị chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành nha.